Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về một di tích lịch sử, một kỷ lục của châu Á về nhà tù trên đảo tại Việt Nam. Chúng tôi muốn đề cập đến Nhà tù Côn Đảo, nơi được ví như địa ngục trần gian. Mời các bạn cùng theo dõi. Nhà tù Côn Đảo là một khu nhà tù tại Côn Đảo. Hệ thống nhà tù này được người Pháp xây dựng năm 1862 để giam giữ những tù nhân đặc biệt nguy hiểm. Theo cách nói của người Pháp, nơi đây, thời Pháp thuộc đã giam giữ những nhân vật tham gia các phong trào cách mạng và những người ái quốc chống lại chính phủ thuộc địa và sau đó lại được mỹ sử dụng để giam cầm tù binh trong cuộc chiến chống mỹ nhà tù côn đảo thuộc tỉnh bà rịa vũng tàu là một quần đảo nằm ở ngoài khơi bờ biển nam bộ cách thành phố vũng tàu 97 hải lý cách xã vĩnh hải thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng là 40 hải lý hiện nay nơi đây đã được thủ tướng chính phủ việt nam đưa vào danh sách xếp hạng 23 di tích quốc gia đặc biệt địa điểm nổi tiếng nhất trong khu nhà tù này là chuồng cọp đây là nơi ghi lại những hành động ngược đãi tù nhân nghiêm trọng của thực dân pháp quân đội mỹ chế độ quốc gia việt nam và việt nam cộng hòa chúng ta cùng tìm hiểu về chuồng cọp địa điểm nổi tiếng nhất của nhà tù chuồng cọp là tên gọi khu trại giam do pháp quốc gia việt nam và sau đó là mỹ cùng với việt nam cộng hòa xây dựng để giam giữ những nhân vật tù chính trị cao cấp của việt minh quân giải phóng và những người tham gia kháng chiến trong những năm chiến tranh chuồng cọp do Pháp xây. Xây dựng năm 1940. Tổng diện tích 5.475 m2. Trong đó, diện tích phòng giam 1.408 m2. Phòng tắm nắng 1.873 m2. Khoảng trống 2.194 m2. Bao gồm 120 phòng biệt giam, chia làm 2 khu, mỗi khu 60 phòng. Đặc điểm, bên trên có song sắt kiên cố và có hành lang ở giữa dành cho cai ngục, trật tự đi lại kiểm soát hành hạ người tù. Ngoài ra, còn có 60 phòng không có mái che, được gọi là phòng tắm nắng, chia làm 4 dãy, mỗi dãy 15 phòng. Phòng tắm nắng còn là nơi dùng để hành hạ, như là phơi nắng, phơi mưa người tù, hoặc là lôi người tù ra đó để đánh đập tra tấn. Chuồng cọp do Mỹ và Việt Nam Cộng hòa xây dựng còn có tên là trại 7 hay là trại Phú Bình. Xây dựng năm 1971. Tổng diện tích 25768 m2. Trong đó Diện tích phòng giam, 3.800 m2 Nhà phụ thuộc, 673 m2 Nhà ở, 173 m2 Khoảng trống, 22.369 m2 Bao gồm, 384 phòng biệt giam Chia làm 4 khu khu AB, khu CZ, khu EF, khu GH Mỗi khu có 2 dãy và mỗi dãy có 48 phòng Đặc điểm, đây là kiểu nhà giam đặc biệt bằng bê tông Không có bệ nằm, người tù phải nằm dưới nền xi măng ẩm thấp đây là nơi nổi dậy đầu tiên của tù chính trị, vào lúc 12 giờ đêm ngày 30 tháng 4, dạng sáng ngày 1 tháng 5 năm 1975, tại khu G.H. Các tù chính trị chiếm được nhà tù côn đảo, và chấm dứt hoạt động của nhà tù này. Khu chuồng cọp là nơi biệt giam khắc nghiệt nhất. Tù nhân ở đây bị giam trong những căn phòng chỉ rộng 5 mét vuông, không có giường nằm. Người tù bị cung chân, và phải nằm dưới nền xi măng ẩm thấp, điều kiện vệ sinh và ăn uống rất kém, lại thường xuyên bị tra tấn để hỏi cung. Khu này dành cho những tù binh quan trọng, không chịu khai báo, với mục đích dùng sự khổ ải để khuất phục ý chí của tù nhân. Để tránh bị dư luận phản đối, khu chuồng cọp được Mỹ xây biệt lập và được giữ bí mật trong một thời gian dài, không ai ở bên ngoài biết đến sự tồn tại của khu chuồng cọp này. Đến tháng 7 năm 1970, sự thật bị Mỹ che giấu về chuồng cọp trong hệ thống nhà tù côn đảo đã bị phanh phui, gây chấn động quốc tế. Người đầu tiên khám phá ra sự thật đó trước công chúng Mỹ là nhà báo người Mỹ, Don Luce cùng với trợ lý của đoàn quốc hội Mỹ là ông Tom Harkin, đã thuyết phục hai nghị sĩ trong đoàn điều tra hoạt động tra tấn, trong chuồng Cọp tại nhà tù côn đảo. Họ sử dụng bản đồ được cao nguyên lợi. Một cựu tù nhân bị giam trong chuồng có vẽ. Sau đó Don Luce và Tom Harkin đã bí mật chuyển hướng khỏi các lộ trình được lên kế hoạch từ trước, và vội vã đi xuống một con hẻm giữa hai dãy nhà tù. Họ tìm thấy cánh cửa nhỏ dẫn đến các lồng sắt giữa các bức tường nhà tù. Don Luce kể. Tại đây hình ảnh của các tù nhân trong lòng đã khắc sâu trong tâm trí tôi, không thể tẩy xóa nổi. Người đàn ông với ba ngón tay bị cắt rời. Một người khác đã chết có hộp sọ đã vỡ toát, và nhiều tu sĩ Phật giáo Huế. Những người đấu tranh chống sự đàn áp các Phật tử, trong tình trạng thê lương. Tôi nhớ rõ mùi hôi thối khủng khiếp, do tiêu chảy, và các vết thương lở loét ở mắt cá chân các tù nhân do xiềng xích cắt vào. Các bức ảnh do ông Tom Hát chụp ở nhà tù côn đảo, đã được đăng trên tạp chí lạnh, ngày 17 tháng 7 năm 1970, cho thấy cảnh giam giữ tồi tệ, và sự tra tấn mà tù nhân ở đây phải gánh chịu. Một cuộc biểu tình quốc tế nổ ra sau đó. Dưới áp lực của dư luận quốc tế, 180 tù nhân đàn ông và 300 tù nhân phụ nữ được chuyển khỏi các chuồng cọp. Nhiều người được đưa đến bệnh viện tâm thần do chấn thương tâm lý quá nặng. Một số đã được chuyển đến các nhà tù khác. Nhà hoạt động GJ Ali đã mô tả cuộc sống trong tù của một trong số 300 phụ nữ bị giam giữ tại chuồng cọp của nhà tù Côn Đảo trong cuốn sách xuất bản năm 1998. Trước khi vào tù, Thiều Thị Tạo là một học sinh trung học 16 tuổi. Cô đã bị tống giam vì không trào cờ. Trong tù, Thiều Thị Tạo bị giam trên nền đất. Cô bị đánh vào đầu bằng rùi tui. Đầu cô bị kẹp giữa hai thanh thép. Nước rót xuống cổ họng cô. Sau đó, vào ngày 20 tháng 11 năm 1968, cô bị chuyển đến trụ sở cảnh sát quốc gia. Tới cuối năm 1969, tạo đã được chuyển đến chuồng cọp của cô đảo. Trong vài ngày ở đây, cô đã bị treo lên một cái móc sắt. Hình thức tra tấn này khiến xương sống của cô đã bị hư hại và đến nay cô vẫn phải đeo nẹp ở cổ. Sau một năm ở trong nhà tù cô đảo, cô được chuyển giao cho các nhà thương điên ở Biên Hòa. Ngày nay, phía sau chuồng cọp là nghĩa trang cho 20.000 người đã chết trong nhà tù cô đảo. Hầu hết các ngôi mộ không có bia. Các tù nhân tại cô đảo thậm chí không có số hiệu. Khi những người sống sót quay lại thăm nơi từng giam giữ mình, họ mang theo hoa, cầu khấn và khẽ hát những bài hát đã được thì thầm trong chuồng cọp, khoảng 35 năm trước đây. Chúng tôi sẽ có một video riêng để nói về nghĩa trang này. Đây là một nghĩa trang rất lớn, nổi tiếng và rất linh thiêng. Mời các bạn đón theo dõi. Bên cạnh khu chuồng cọp thì nhà tù Côn Đảo còn có một khu khác với tên khu chuồng bò. Khu này không dã man bằng khu chuồng cọp, nhưng khi tìm hiểu nó xong, bạn sẽ cảm thấy có khi nó còn kinh khủng hơn cả khu chuồng cọp kia. Khu chuồng bò, hình thành năm 1876, nhằm mục đích phục vụ nhu cầu nuôi bò, cung cấp thực phẩm cho bộ máy cai trị nhà tù. Nơi đây còn là cơ sở nuôi dê, ngựa, heo, gà, vịt, bồ câu. Có lúc nơi đây kiêm luôn làm dây, đốn tuổi, với tên gọi kép sở dây chuồng bò, hoặc sở tuổi chuồng bò. Ban đầu khu chuồng bò, gồm hai chuồng nước bò, một hầm chứa phân bò. Hầm phân bò sâu 3 m được chia làm hai ngăn, có hệ thống cống dẫn ngầm từ chuồng nuôi bò sang. Bên cạnh đó còn có thêm 24 hộp nuôi và chứa heo. Đến năm 1930, thực dân Pháp cho xây dựng thêm 9 phòng giam, sử dụng chuồng bò như một trại giam các tù nhân nữ. Ngoài ra, còn sử dụng hầm phân bò này để ngâm người tù như một biện pháp tra tấn hành hạ. Sang thời Việt Nam Cộng Hòa, khu chuồng bò còn được gọi là trại an ninh chuồng bò, trực thuộc trại 4, vẫn với công năng như trước. Năm 1963, chuồng bò được gấp rút chữa. Cải tạo, khu vực 24 hộp chứa heo trước kia, được xây dựng lại thành 3 khu nhà biệt giam. Khu A, khu B, khu C với 33 phòng biệt giam. Tổng diện tích, 4.410m2. Diện tích phòng giam, 547m2. Chuồng trại, 270m2. Khoảng trống, 3.293m2. Một số lời kể của tù nhân tù côn đảo. Tù nhân chuồng cọp Nguyễn Thị Nhi, quê ở Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, kể lại ăn cơm nấu long bong với mắm túi, roi bỏ và khô mục đắng ngắt. Chén đũa để trong thùng đất cắt bụi bặm, cho bảy chó liếm đi liếm lại rồi sớt cơm cho tù ăn. Một số câu chuyện khác được kể lại về cuộc sống tại tù côn đảo. Khi tắm, chị em gom phần nước của năm người lại cho một người tắm, luân phiên nhau 5 ngày mỗi người được tắm một lần. Nước tắm cũng phải dùng lại tới 3 4 lần, nước nhất tắm trên đầu, nước nhì tay chân, cho đến nước chốt thì đã đen ngòm. Nước này được tận dụng tiếp để giặt đồ. Trong khu chuồng cọp lúc đó có má sáu bị mù hai mắt, chị em thường gọi là bà sáu mù. Bà tên thật là Nguyễn Thị Chỉ, quê Quảng Nam, dù đã 70 tuổi, mắt bị mù nhưng vẫn khí phách đấu tranh chống trào cờ, chống nội quy của nhà tù. Một lần, nhà tù bày kế, đưa bà ra giam chung với những chị, đã chịu chấp hành nội quy, đưa ra một mâm cơm thịnh soạn, gồm đĩa rau muống và trứng vịt luộc nóng hổi. Biết đây là mưu kế, bà buông đũa không ăn, xin về lại chung chuồng với chị em đấu tranh, chấp nhận ăn khô mục mắm thúi mà kiên trung cùng chị em. Mã Sáu là tù nhân lâu năm nhất ở khu chuồng cọp. Nhà sư yêu nước thích hành tuệ. Năm 1966, ông bị bắt, chính quyền Sài Gòn đưa ông ra vùng này, lưu đẩy và nhốt trong chuồng cọp. Tại đây, ông kiên quyết không trảo cờ chính quyền Sài Gòn, và không chịu hô khẩu hiệu chống cộng, giám thị nhà tù đánh ông rất tàn bạo, nhưng vẫn không khuất phục được ông. Tháng 7 năm 1970, khi phái đoàn quốc hội Mỹ vào thăm chuồng cọp, nhà sư đã lớn tiếng tố cáo, tôi là một tăng sĩ Phật giáo, tôi bị nhốt vào đây vô cớ, chỉ vì tôi yêu nước, tôi đấu tranh, đòi lập lại hòa bình, cho dân tộc Việt Nam. Nhà sư đã cùng với các tù nhân chuồng cọp la to, tôi đói, tôi khát, tôi bị đòn. Khi phái đoàn đi khỏi, các cai ngục lôi nhà sư ra đánh trả thù. Một cai ngục hỏi, tại sao mày đi tu mà không chịu trào cờ quốc gia? Không chịu hô đả đảo Hồ Chí Minh. Nhà sư hoàn người vì đòn roi nhưng vẫn hiên ngang nói, cụ hồ là vị anh hùng cứu quốc của dân tộc, nên tôi luôn kính trọng, làm sao mà đả đảo được. Còn lá cờ ba que, không phải là cờ của tổ quốc tôi. Khi sự thật về trại giam bí mật này được công bố, đã gây sốc đối với nhiều người, và khiến dư luận thế giới phải chấn động. Điều này đã gây sức ép đối với chính quyền Sài Gòn thời điểm đó, phải chuyển toàn bộ tù nhân ra khỏi chuồng cọp, sau đó cho phá hủy chuồng cọp và biến nơi này thành khu vực nuôi thỏ, để làm dịu dư luận. Chỉ trong vòng 5 năm, Tòa án quân sự đặc biệt của chính quyền Sài Gòn đã tuyên án tử hình hơn 200 tù chính trị, hầu hết thuộc mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Bảo tồn di tích nhà tù Côn Đảo. Ngày 6 tháng 3 năm 2023, nhà tù Côn Đảo vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thông qua tại kỳ họp thứ 12. Các hạng mục gồm: khu vực cầu Ma Thiên Lãnh, sở cò, khu điều tra xét hỏi, trại giam 8, 9, chuồng cọp pháp, sở tuổi, chuồng bò. Xếp hạng và công nhận. Ngày 10 tháng 5 năm 2012, nhà tù Côn Đảo được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Được Thủ tướng Chính phủ, ký quyết định số 548, quy đề TTG. Ngày 26 tháng 5 năm 2012, tổ chức kỷ lục châu Á trao danh hiệu và công nhận. Nhà tù Côn Đảo là hệ thống di tích lịch sử nhà tù trên đảo lớn nhất của châu Á. Tổng kết, khu di tích lịch sử nhà tù Côn Đảo là khu di tích nhà tù lớn nhất và lâu đời nhất nước ta. Trong 113 năm tồn tại, 1862, 1975. Trải qua các thời kỳ, hệ thống nhà tù côn đảo có tổng cộng 117 phòng giam, 44 xà lim, 504 phòng biệt lập chuẩn cọp và 18 sở tù. Trong thời gian đó, có khoảng 20.000 người Việt Nam thuộc nhiều thế hệ đã hy sinh. Nhiều người đã trở thành lãnh tụ xuất sắc của đảng và nhà nước ta, như Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử, Lê Hồng Phong, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch nước tôn đức thắng, Thủ tướng Phạm Văn